Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm video để chia sẻ với các bạn một cái dòng máy đang rất là hot hàng trên thị trường. Model xin giới thiệu với các bạn ở đây là Epson EBX41. Thì như các bạn đã biết thì bất kỳ cái sản phẩm điện tử nào thì nó vẫn có hai cái nguồn xuất xứ khác nhau, đó là hàng chính hãng và hàng sách tay. Thì nếu mà các bạn mua về một cái hàng chính hãng thì chắc chắn là các bạn sẽ được áp dụng chế độ bảo hành của nhà phân phối. Nó tùy theo từng loại sản phẩm mà có chế độ bảo hành khác nhau, từ 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm tùy theo từng máy. Tuy nhiên trong trường hợp các bạn lỡ mua về hàng sách tay hoặc là chúng ta mua về hàng không rõ nguồn gốc thì trong trường hợp đó cái việc mà chúng ta mang đi bảo hành thì gần như là không thể. Mặc dù là các bạn có thể mua về hàng sản phẩm mới 100% nhưng mà nó không có thông qua nhà phân phối hoặc là không có thông qua nhập khẩu chính ngạch thì cái việc bảo hành của chúng ta sẽ gần như là không có. Epson EBX41 là cái dòng máy chiếu có cường độ sáng cao và cái dòng này được phân phối bởi Epson Việt Nam. Và các bạn lưu ý là cái dòng Epson EBX41 là một cái dòng máy được sản xuất tại Philippines nha, chứ không phải là sản xuất tại Trung Quốc. Dòng này được sản xuất tại Philippines và nhà máy cũng đóng tại Philippines luôn. Một số cái sản phẩm trên thị trường thì các bạn có thể nhầm lẫn rằng là Made in China với Thái Lan, nhưng riêng cái dòng Epson EBX41 và kể cả là X05 hoặc là S41 là nó đều sản xuất tại Philippines. Và cũng xin chia sẻ với các bạn rằng là hầu hết các cái dòng máy chiếu ở phân khúc phổ thông, phân khúc giá rẻ của Epson là đều sản xuất tại Philippines và Thái Lan. Thì riêng dòng X41 là sản xuất tại Philippines. Hôm nay chúng ta cùng khui thùng sản phẩm và trải nghiệm các tính năng. Dòng này có cường độ sáng là 3600 lumen, cái độ phân giải là XGA 1024x768. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng các cái đầu phát hoặc là laptop hoặc là thiết bị phát hình ảnh có độ phân giải Full HD là 1920x1080 thì dòng này nó vẫn hỗ trợ độ phân giải cao, tối đa là 1950x1200. Về hệ số tương phản thì dòng này hệ số tương phản nó cũng ở mức độ bình thường, tức là tầm khoảng 15.000 trên 1 là hệ số tương phản có thể chấp nhận được với các cái dòng máy chiếu công nghệ 3LCD. Các bạn lưu ý là đối với một cái máy chiếu mới thì bao giờ nó có đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm này, sách đĩa hướng dẫn sử dụng này, catalog này, một cái remote. Đối với Epson thì nó có thêm một cái sợi dây USB nữa, một sợi dây VGA. Các bạn lưu ý là dòng này thì có cổng HDMI, tuy nhiên thì cái máy cái phụ kiện sau kèm thì nó không có cáp HD nha. Và một cái sợi dây nguồn. Sợi dây nguồn này theo chuẩn châu Âu, nhưng mà ở Việt Nam thì sợi dây nguồn này rất là dở hơi. Ở Việt Nam mình có ai mà sử dụng cái đầu nguồn 3 chấu này không các bạn? Cái loại này chắc về cắt đi mua cái đầu khác đấu vô thôi, hoặc là các bạn mua sợi dây nguồn khác nha. Đây, ở Việt Nam chúng ta chỉ xài loại này thôi. Dẫu biết rằng là cái loại đầu 3 chấu nó rất là tốt vì bên trong nó có một cái cầu chì nó chống cháy nổ nữa. Tuy nhiên thì loại này ở Việt Nam không phổ biến, ở Việt Nam mình ít sử dụng loại này, nó vướng víu, nó bất tiện lắm. Và chúng ta thường chúng ta mua thêm cái sợi dây nguồn 2 chấu kiểu này nữa. Rồi, đó là xin chia sẻ với các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá cái nội thất bên trong cũng như là thiết kế và các cái tính năng của nó. Về các cái máy khác trên thị trường có độ sáng cao hơn và cái độ phân giải cao thì các bạn có thể tham khảo thêm cái mẫu là Optoma PX390 nha. PX390 là cái dòng máy của DOP của Optoma có cường độ sáng là 3900 lumen, cái độ phân giải là 1024x768 và hệ số tương phản thì nó cao hơn Epson là một chút. X41 thì các bạn có thể thấy được là nó thiết kế nhỏ gọn, thì so với lại S05, X05 hoặc là S41 thì là dòng này nó thiết kế gần như giống nhau, với trọng lượng nó chỉ khoảng hơn 2kg thôi, rất là nhỏ gọn. Tuy nhiên thì cái dòng này nó có rất là nhiều tính năng nổi bật về từ ngay từ cái thiết kế, là ngay cái cổng USB này. USB của Epson nó lợi hại ở chỗ là nó có thể đọc được các cái file video, file hình, file tiếng, và thậm chí là nó cấp được một cái nguồn 5V cho thiết bị khác. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng để sạc các thiết bị khác. Và cổng USB vuông này thì nó cũng thường thường là thiết kế để truyền tải các dữ liệu từ máy tính lên. Cổng audio in audio out thì cổng này gần như tôi thấy là nó thiết kế để vô ích này. Ở Việt Nam đâu ai sạc. Hơn nữa hai cái loa của nó nhỏ lắm, loa nó chỉ khoảng 2W, tôi về thiết kế hai cổng này để làm gì? Không biết là nó nghĩ sao mà thiết kế hai cổng này. Đó, trong khi cổng video thì là ok, cổng video này là chúng ta hay sử dụng đối với các cái đầu các cổng đồ Viettel chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng để truyền các cái đồ video, đồ phân giải là khoảng SVGA. Còn hai cổng này là tôi thấy là chưa bao giờ xài tới. Cổng computer là cổng VGA này thì sử dụng thường xuyên. Cổng HDMI là thường sử dụng nhiều nhất vì cái cổng này cho truyền tải chất lượng hình ảnh đẹp nhất trong số các cái cổng kết nối. Thiết kế bên ngoài thì dòng này có cái vỏ trơn. Tuy nhiên thì cái vỏ dòng này thì vẫn có khả năng bám vân tay, do đó thì quá trình mà chúng ta sử dụng lắp đặt thì chúng ta hạn chế để bám vân tay, nó tránh làm dơ cái vỏ. Và có một đặc điểm nổi bật ở dòng máy chiếu Epson mà các cái dòng máy chiếu khác
sau này chưa có, đó là cái khả năng mà chỉnh xéo hình, tức là khả năng horizon keytone, tức là hình chỉnh xéo hình ngang đấy. Thì như các bạn đã biết là hầu hết các cái dòng máy chiếu trên thị trường này các bạn phải đặt máy và chiếu và màn chiếu chính diện và vuông góc thì mới chiếu được cái hình ảnh vuông. Tuy nhiên là cái dòng Epson này thì các bạn đặt xéo một góc khoảng 45 đến 50 độ thì chúng ta vẫn có thể chiếu vuông được bằng cái tính năng này. Và một cái tính năng thứ hai liên quan đến cái ống kính của nó, đó là cái tính năng là cái nắp chập này nha. Cái nắp chập của Epson này nó có nhiều tính năng hay này các bạn. Thứ nhất là nó tránh bụi bẩn, nó không khí dơ vào cho bên trong ống kính, và thứ hai nữa là nó có ngắt trình chiếu tạm thời. Ví dụ các bạn đang chiếu mà các bạn đóng lại thì tạm thời máy nó sẽ chuyển sang chế độ nghỉ. Khi máy chuyển sang chế độ nghỉ thì các bạn muốn chiếu tiếp thì các bạn gạt sang, nó sẽ lên ngay lập tức mà không cần phải tắt máy nha các bạn. Đây là tính năng rất là hay và thú vị. Và đối với Epson nó có một cái vấn đề khác, đó là nó liên quan đến cái lọc bụi. Bụi này thiết kế nó cũng rất là dễ dàng cho chúng ta việc bảo trì nha. Sau một thời gian sử dụng thì bụi bẩn ở đây nó sẽ bám rất là nhiều, chúng ta lấy ra vệ sinh sạch sẽ sau đó chúng ta gắn vào. Và lưu ý rằng là trong trường hợp mà thời gian lâu sử dụng thì cái lọc bụi này nó có thể nó mục và nó rách lớn đi ha. Thì các bạn lưu ý là tuyệt đối không bao giờ được bỏ cái lọc bụi này đi. Nếu các bạn vô tình bỏ lọc bụi này đi thì bao nhiêu bụi bẩn nó sẽ vào trong máy hết. Tiếp theo chúng ta sẽ trình diễn cái hình ảnh trình chiếu từ dòng máy này. Epson X41 cũng là cái dòng máy sử dụng bóng đèn halogen, do đó khởi động thì nó cũng mất khoảng từ 15 đến 20 giây để nó khởi động nha các bạn, không có thể khởi động nhanh được. Khởi động thì hơi lâu nhưng mà tuy nhiên thì tắt thì khá nhanh, còn Epson thì tắt chỉ trong khoảng chưa đến 2 giây nó đã tắt rồi. Khi mà nó khởi động mà cái bóng đèn nó chưa có đạt cái độ sáng tối đa thì chúng ta cảm nhận như là cái độ sáng nó chưa có lên nổi, chưa có sáng, chưa đủ độ sáng cho chúng ta, thì nó sẽ từ từ nó sáng lên nha. Đây thì đánh giá khách quan mà nói thì Epson X41 là một cái dòng máy chiếu sử dụng cái công nghệ 3 LCD của Epson. Và theo đánh giá từ nhiều khách hàng thì dòng Epson thì có cái ưu điểm là cái màu sắc nó khá tươi và sinh động. Màu sắc nó khá tươi nha các bạn. Độ phân giải 1024x768 thì cũng rất là phù hợp cho chúng ta trong việc mà chúng ta sử dụng để trình chiếu văn bản PowerPoint hoặc là những cái hình ảnh có cái chi tiết nó nhỏ. Về giao diện menu thì dòng Epson này nó từ trước tới nay thì nó đều có giao diện gần như giống nhau, và đặc biệt là hầu hết các cái dòng máy chiếu Epson thì nó đều có hỗ trợ tiếng Việt, ngoại trừ một số cái dòng máy đời cổ hoặc là những cái dòng nội địa Nhật thì nó có thể nó không có hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên thì hầu hết các cái dòng máy hiện nay đều có hỗ trợ. Có một cái mục mà các khách hàng hay hỏi chúng tôi là tại sao là có cái mục mạng ở đây là để làm gì, có phải là vào mạng hay không, có phải là kết nối trực tiếp wifi hay không, thì xin thưa rằng thì nó tùy theo từng dòng máy. Thì đối với dòng máy Epson EBX41 này á, thì mạng ở đây là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái USB Wi-Fi là chúng ta bắt buộc chúng ta phải mua thêm nha. Wi-Fi đây là Wi-Fi Option. Nhiều khách hàng nhầm lẫn rằng cái máy này có Wi-Fi nhưng không phải nha. Wi-Fi Option có nghĩa là chúng ta mua thêm một cái Wi-Fi USB của nó, chúng ta gắn vào cổng USB á, thì ở đây nó sẽ hiển thị lên các thông tin này. Còn hiển thị chúng ta chưa mua thì nó vẫn là cái thông tin nó đang bị ẩn nha các bạn. Nó bị ẩn nha. Đó, nhiều khách hàng nhầm lẫn rằng là nó có Wi-Fi nhưng mà thực tế không phải nha các bạn. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng cái wifi giá rẻ, các bạn có thể mua cái bộ MiraCard, nó dao động khoảng từ 8 đến 900 ngàn đồng tùy theo từng loại. Ở cái mục thông tin này các bạn có thể thêm xem các thông tin về máy chiếu như là cái số giờ đã sử dụng, độ phân giải hiện tại cũng như là số seria vân vân. Nói chung là giao diện về menu thì nó sử dụng và tùy chỉnh rất là đơn giản chứ không có gì phức tạp cả. Thì dòng này có độ sáng 3600 lumen, tuy nhiên thì cái độ ồn nó cũng không cao lắm, độ ồn nó chỉ tầm trung bình khoảng 30 decibel thôi, cho nên các bạn sử dụng trong phòng nhỏ thì nó không có ồn, không quá ồn. Về chế độ bảo hành thì Epson được bảo hành thân máy là 24 tháng, tức là 2 năm đó. Và bóng đèn được bảo hành là 12 tháng, tương đương 1000 giờ, tùy điều kiện nào đến trước.
Thì tuy nhiên như lúc đầu tiên video này tôi đã giới thiệu với các bạn là các bạn lưu ý là nên mua hàng chính hãng nha, và mua từ những các đơn vị uy tín để chúng ta được chế độ bảo hành. Trong trường hợp mà các bạn mua tại cửa hàng hoặc là công ty VNPC ở Hà Nội, Sài Gòn thì chúng ta sẽ được áp dụng chế độ bảo hành miễn phí tận nơi sử dụng nha. Để biết thêm thông tin về các cái dòng máy chiếu Epson X41 cũng như là những cái dòng máy chiếu khác, các bạn truy cập trang web tại địa chỉ là vnpc.com.vn hoặc là máy chiếu giá rẻ.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về sản phẩm Epson EB X41. Nếu các bạn có những cái thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ, các bạn để lại comment phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.